Này là bánh chưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con. Này là áo len bao nhiêu đêm không em ngồi em đan. Này em gửi ra tới chiến trường mang chúng tình hầu phương thương mẹ. Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh chưng mà lòng chợt thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả xuân là ở đây. Tôi xin cảm ơn ai khi xuân về vui thật là vui, không quên người sương gió phương trời. Ôi em người mình đi muôn nơi, phần nhiều mến thương tâm tư tha thiết tôi xin gửi về, gửi mẹ kính yêu vài lời của con chúc mừng năm nay, và gửi đến em bao nhiêu yêu thương anh dành cho em. Khi xuân về hồng ngày xin người.
Xin anh giữ trọn tình bạn.
bao nhiêu năm qua chinh chiến điêu tàn đau sống vô vàn, tôi sống âm thầm không nói nên lời nên viết bài ca tặng người. Anh ơi cho dù trên đường dài tha phương biển biên quê hương, xin anh còn giữ bên công thể dù gió mưa về vẫn một lòng yêu bên quê. Ngày mai ta xa nhau rồi nhưng tin trong đời anh sẽ còn cầm bội.